2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đi Dò. Mình là Vy Tàu Lao, chào với đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli. Đây là sân Huyền Thoại, cầu tre đường Lê Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy chờ xem kèo này sẽ như thế nào nha. Phước Tim và Bad Boy Đầu Dò. Còn bên kia là Mã Cha So Cái Bang. Các bạn hãy chờ xem. Còn đây là Libro. Libro, chai nóng và chai lạnh. 135.000 một chai, chai đau mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Vua Đi Dò và Libro. Số điện thoại của Đại Lâm trên phần comment, bình luận và các phần mô tả tiêu đề. Số điện thoại Đại Lâm nằm trên đó, các bạn Zalo trên đó nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một không nghiêng về cho Mã Cha So. Bad Boy làm gì đây? Và Phước Tim, các bạn hãy chờ xem. Đây có thể nói là những cao thủ đang rất đẳng cấp đầu dò. Quá tỉnh táo pha bóng vừa rồi của Phước Tim. Một đều. Kèo này trước đây anh với Cao Sơn muốn thứ hai bát rồi. Lúc mà đang đương sân này luôn. Mã Cha So bàn anh với Cao Sơn có hai bát rồi. À, có hai bát rồi, anh Cao Sơn quýnh chí thật chứ không, hai bát à. Anh ăn ăn Mã Cha So bộ. Bây giờ ba bát là quá ngon, mấy này giờ quá ngon. 2-1. Một khi Mã Cha So đã thua thì Mã Cha So đứng sân không bao giờ về nhà. Hai đều, một pha kết thúc tốt vừa rồi của Bad Boy. Kẹo đó lúc nó hẹn 30 sao lên đây đẩy nó liền chứ làm gì sợ nó, đó là làm gì chết được. Lại là một pha tự sát tại năm lát rồi của Phước Tim. Phước Tim quê Tân Trụ, Long An. Cao thủ trẻ đang lên và rất lên. Bad Boy quê Vĩnh Long. 3-2. Lại là một pha bắt quá khó rồi của Mã Cha So. 4-2. Một pha cảm giác quá tuyệt vời rồi của Phước Tim. Ba bốn. Bay buôn. Bốn đều. Buôn buôn. Buôn buôn, bốn đều. Quá tỉnh tồn. Một pha nhẹ nhàng tình cảm của Phước Tim. 5-4. Lại một pha bóng bóng không qua lưới gì rồi của Phước Tim. 5 đều. Mã Cha So đang cầm cái bàn xanh dán đờ can trắng tượng trưng cho giơ tay đầu hàng, treo cờ trắng. Quá may mắn pha bóng dồi của Phước Tim, bóng leo qua lưới đi sau lưng là lù đầu ơi. Đấy, để giờ đi qua là 80 lần. Xin lỗi ghi 6-5. Bảy năm.
con vợ lên chứ ông tá vô ngủ. Đây là những ngày gần cuối tuần, có lẽ là sinh nhật Mã Cha So. Đáng tiếc cho Mad Boy rồi, bóng không có lưới. 6-7. Còn đây là cao thủ ghế Tân La Ngà, Đồng Nai, đang có mặt tại sân Cầu Tre hiện tại. Hộ khẩu hiện tại bây giờ đang Cầu Tre luôn rồi. Cười, Mã Cha So chưa kịp cười. Mã Cha So tưởng gian rồi đã cười các bạn à. Ối cơm, đang tiếp cho phương tim, tự sát tại Nam Lạc. 7 đều. Bảy đều. Quá ngon, quá hay cho Phước Tim. Một pha quá khó rồi cho Mã Cha So. Đổi sân, 8-7 đổi sân. Rambay Rambi. Ok, đây là Lô Đô đang học tiếng Cambodia. Rambay Rambi. Một ngày hút có hai gói thuốc chết thôi chứ chi nhiều. Hút như ông khói đường, lò đường. Tám bảy, nãy giờ đâu Mr. Bảo, quá gấp gáp vừa rồi của Phước Tim các bạn à. 8 đều, pha tự sát tại Nam Lắc vừa rồi của Phước Tim. 8 đều. Một pha lái bóng vừa rồi bên góc phía xa của Mã Cha So của Phước Tim. 9-8. Phước Tim đội như Đại Lâm hồi còn trẻ. Ta lên luôn, ta nói luôn lỡ rồi, ta nói luôn. Đại Lâm bây giờ thành đại báo rồi các bạn ơi. Đại Lâm gọi, thường gọi được bằng danh mọi người gọi Đại Lâm vua đầu giò. Còn giờ Đại Lâm là vua đầu bự. Cái đầu bự và cái đầu bự à. Quá êm dịu. Bad Boy làm gì đây? Lại là một pha phản công ngay sợi dây vừa rồi của Mã Cha So. Trận đấu này rất hay, rất căng thẳng. Rượt đuổi tí số với nhau nha các bạn. Chín đều. Rambun. Lại là một pha phát bóng quá khó chịu vừa rồi của Mã Cha So. 19 đang nghiêng về trên với các bạn. Em chưa chơi tự nhiên cái em sợ nó rồi, làm sợ luôn. 19. Quá khó. Vẫn tốt. Dò gà. Lại là cú tán bóng rồi của Mã Cha So. Bad Boy làm gì đây? Quá hay. Một pha đường y quá tuyệt vời của Bad Boy. 10 đều. Đập 10 đều. Mời đều. Một pha chồng đầu vừa rồi của Mã Cha So. Một đường đội bóng quá khó của Phước Tim. 11-10. Đập môi. Bay. Đập môi. 11-10. Ôi trời ơi. Hai đứa em kia còn giỡn chơi các bạn à. Trong khi Mã Cha So đã buông gươm rồi. Chạy nó khi nào mà nó cái ngực nó không qua lưới không đâu. Chứ anh ra theo đây năm thì phải qua bằng cái lưng thì ngon hơn.
12 bơi. Lợi thế đang nghiêng về cho Bad Boy và Phước Tim. Đang tiếc cho Phước Tim và bóng dưới rồi các bạn à. Thiếu cảm giác cực kỳ và bóng dưới rồi. 11, 12. Đập môi, đập bi. Tầm 7, tầm 3. Tầm lum, tầm la. Đang tiếc cho mã cho sò phát bóng không qua lưới các bạn à. Thật sự rất đang tiếc và bóng dưới rồi. Mười ba, mười một. Quá đáng tiếc thật sự các bạn ạ. Dò gà tiếp tục. Quá hay cho Bad Boy. Quá tuyệt vời cho Bad Boy. Pha bóng vừa rồi. Mười bốn, mười một. Có thể nói mã cha sò tối đêm nay chắc ở sân này lại ngủ rồi, không về đâu các bạn ơi. Kết thúc chương trình, đài truyền hình đến đây hết. Kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình rồi. Ôi cơm bỏ canh. Mở cha cho thật sự là căng ớt và ớt căng rồi các bạn ơi. Ớt căng và căng ớt thật sự các bạn à.